ớt lên trên các bạn. Ngon chưa các bạn ơi, một tô bún cá ngừ thật là hấp dẫn. Để ra mình mời các bạn thưởng thức cùng với mình thôi. Chan nước mắm vào. Đấy, lại thêm ớt. Cá thì mình rưới nước mắm lên. Cái màu cá mình ướp cái ớt bột Hàn Quốc quá đẹp các bạn ơi. Đấy. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức nhé. Mình sẽ thử cái phần nước lèo các bạn ạ. Luôn luôn ăn bún nước là phải thử cái phần nước lèo coi gia vị nêm nếm có đậm đà hay không nữa các bạn. Cái phần nước lèo ngon lắm các bạn ơi. Nêm nếm vừa ăn, mình cho thêm các bạn nào muốn ăn thêm nước mắm mình nêm nếm và là tuyệt vời luôn đấy các bạn. Không có còn vị tanh của mùi cá ngừ nữa đâu các bạn ơi. Cái tô bún này là mình thèm lắm rồi đấy các bạn. Hi, chào các bạn trên kênh Cuộc Sống Hai Chị Em. Thì các bạn ơi, hai chị em hôm nay mình sẽ nấu món bún cá ngừ nha các bạn. Ở đây mình có một con cá ngừ 1,7 kg. Mình nhờ người bán cắt khúc ra cho mình rồi nha các bạn. Về nhà mình rửa sạch bằng nước muối pha loãng, sả, hành, tỏi, ớt, cà chua, khóm, ớt Hàn Quốc, 1,5 kg bún loại chung, ăn kèm với món bún cá ngừ là rau sống. Rau quém thì gồm có hành lá, cần tàu và ngò gai, để tí nữa mình nêm nếm vào trong cái phần bún cá ngừ đó các bạn ạ. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ đi sơ chế và ướp cái phần cá ngừ này nha các bạn. Mình cho cá ngừ vào trong cái thau cho nó rộng nha các bạn. Các bạn nhìn những cái khứa cá ngừ này rất là tươi và lại vằn giống như là hoa văn đó các bạn. Cá ngừ bò tuyệt vời không các bạn. Mình cho vào 1.5 thìa bột nêm để mình ướp cá ngừ cho nó thơm, nó thấm vào gia vị trước khi mình sơ chế đó các bạn. 1 ít muối, 1 ít nước mắm, ớt bột Hàn Quốc, hành, tỏi, mình sẽ trộn đều lên cho cái gia vị thấm vào cá ngừ nha các bạn. Cá ngừ sau khi mình ướp thì mình sẽ để ở đây cho nó thấm gia vị 5 đến 10 phút thì mình mời các bạn vào bếp cùng với mình để nấu món bún cá ngừ. Bây giờ mình sẽ chiên sơ qua cái phần cá ngừ nha các bạn. Chảo nóng thì mình cho cá ngừ vào mình chiên này các bạn. Cái màu cá vàng như thế này là do mình ướp cái ớt bột Hàn Quốc đó các bạn ạ. Cho nên cái màu rất là đẹp luôn các bạn, chứ không phải là mình chiên nó vàng đâu nha các bạn. Cái cá ngừ mình chỉ có chiên sơ thôi các bạn ạ, cho nó săn cái thần thịt lại là được thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nấu cái phần nước lèo nấu bún cá ngừ nha các bạn. Mình cho hành tỏi vào, mình phi cả sả nữa. Ớt mình chừa lại. Khi cho nó vàng nó thơm lên là mình mới bỏ cà chua và khóm nha các bạn. Có mùi sả vào thì nó đánh cái phần tanh con cá ngừ ăn nó mới ngon nha các bạn nhé. Mình cho khóm băm nhuyễn này, cắt lát cà chua vào cái khóm 1/2 mình băm nhuyễn nha các bạn. Thì mình xào để cho nó ra cái chất ngọt cái chất chua nó ngon hơn nha các bạn. Mình cho vào 1 ít màu dầu điều nha các bạn, tạo cái màu đẹp đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chế nước vào. Phần nước lèo các bạn, đợi cho nó sôi lên rồi bắt đầu mình sẽ hớt bọt đi và mình thả cá ngừ vào và mình nêm nếm lại nha các bạn. Và xong cái nồi bún cá ngừ rất nấu rất là nhanh luôn các bạn ạ. Sôi lên mình thả cá vào nha các bạn. Mình chiên sơ rồi. Cá hôm nay mình mua ngon quá các bạn ơi. Nếm vào nha các bạn. 1.5 thìa bột nêm. Thêm 1/2 thìa bột nêm, ít muối. Mình cho thêm nước mắm nha các bạn, 1 thìa nước mắm nữa các bạn. 1 thìa này là bằng 1/2 môi các bạn. Nước mắm mình cho sau cùng là để cho cái phần nước lèo nó dậy mùi lên, nó thơm á các bạn ạ.
Nhìn cái nồi bún cá ngừ của mình nấu nhìn có hấp dẫn đại không các bạn? Đẹp mắt nhờ các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ đi chục bún nha các bạn. Mình dùng nước sôi mình chục bún. Mình đổ ra rổ gạn nước nha. Mình cho ít rau ở dưới và bún lên. Bún mình không có cắt, mình để sợi dài như vậy nó mới đẹp các bạn. Cái phần nước dùng của bún cá ngừ được rồi nha các bạn. Thì mình sẽ tắt bếp, múc vào trong tô thôi các bạn ơi. Hai lát cá ngừ các bạn thấy có hoành tráng không các bạn? Quá đẹp các bạn ơi. Lên trên các bạn. Ngon chưa các bạn ơi, một tô bún cá ngừ thật là hấp dẫn. Để ra mình mời các bạn thưởng thức cùng với mình thôi. Thì các bạn ơi, hai chị em mình đã nấu xong cái nồi bún cá ngừ thật là đẹp mắt và thơm ngon nữa các bạn này. Bày trí nhìn các bạn, nhìn hai lát cá to ùng luôn các bạn ơi. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cùng với mình tô bún cá ngừ nhé. Chắc hôm nay mình sẽ làm múc bang cái tô bún cá ngừ khổng lồ này các bạn. Đầy như thế này luôn các bạn ơi. Mình sẽ gắp hai khúc cá ngừ ra để mình trộn cái phần bún cho nó ngon nha các bạn. Tuyệt vời hai cái khúc cá ngừ này luôn đấy các bạn ạ. Ớt này các bạn, nửa thìa ớt trộn lên. Có phần xả, phần khóm, nước hơi ít các bạn nhỉ. Chắc hút hết. Phần rau sống mình để ở dưới nữa nha các bạn. Giống như là rau sống trụng đó các bạn ạ. Chắc mình xin thêm cô chủ quán em mình múc cho mình thêm tí nước lèo nữa các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy chén nước lèo mình xin thêm này các bạn. Quá xuất sắc. Đại không các bạn. Mình chen vào. Quá các bạn ơi. Bắt tắc vào nha các bạn. Cái món bún cá ngừ này vừa phải ăn phải nó cay cay vào nó mới ngon các bạn ạ. Chen nước mắm vào. Đấy, lại thêm ớt. Cá thì mình rưới nước mắm lên. Cái màu cá mình ướp cái ớt bột Hàn Quốc quá đẹp các bạn ơi. Đấy. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức nhé. Mình sẽ thử cái phần nước lèo các bạn ạ. Luôn luôn ăn bún nước là phải thử cái phần nước lèo coi gia vị nêm nếm có đậm đà hay không nữa các bạn. Cái phần nước lèo ngon lắm các bạn ơi. Nêm nếm vừa ăn, mình cho thêm các bạn nào muốn ăn thêm nước mắm mình nêm nếm và là tuyệt vời luôn đấy các bạn. Không có còn vị tanh của mùi cá ngừ nữa đâu các bạn ơi. Cái tô bún này là mình thèm lắm rồi đấy các bạn. Cho cái phần xả này ra nha các bạn. Cái phần xả này đánh bật cái mùi tanh này các bạn. Đó. Mà nấu phải có cái mùi xả nó thơm thơm nữa các bạn. Đây mình gắp một ít bún này. Rau nữa các bạn. To quá các bạn nhỉ. Bây giờ mình mời các bạn nhé. Bún vừa ngon mà vừa nóng. Bây giờ mình sẽ thử cái phần cá ngừ này các bạn. Đấy mình chiên đó. Mình chiên sơ qua cái thịt cá nó săn lại các bạn. Chấm thêm nữa các bạn. Mời các bạn nhé. Cá rất là tươi luôn các bạn ơi. Mà không có nghe mùi tanh nữa nha các bạn. Tuyệt vời. Ngon quá các bạn.
gắp hẳn cái cá ngừ vô các bạn ạ. Rưới thêm nước mắm, ớt nữa các bạn. Đấy, ớt mình băm nhuyễn ra. Tuyệt vời các bạn ơi, nhìn. Cá ngừ thì trắng phau phau, hứa thịt nó ra nè các bạn. Đấy, mình mời các bạn nhé. Ngon quá các bạn ơi. Nhất là mình cái khứa thịt này. Nó cứ theo sớ các bạn. Quá đã. Chấm vào nước mắm. Mình ăn ớt cay ghê lắm các bạn ạ. Ngon quá. Mình cho thêm ít rau quém nữa các bạn. Hành lá nè, ngò gai nè, cần tàu nè. Nó mới thơm nữa, nó dậy mùi lên các bạn. Tô bún này ăn xuất sắc. Ăn là tỉnh người, khỏe người ngay luôn các bạn. Bổ dưỡng nữa các bạn ạ. Những cái khứa thịt cá ngừ thì nó sớ sớ rất là y như là thịt gọi là thịt heo hay thịt bò các bạn. Cá mình ướp sơ qua gia vị rồi mình mang chiên đó các bạn. Chiên sơ để cho nó săn cái thịt cá lại ăn rất là ngon các bạn ạ. Vậy nó mới thấm cái gia vị vào trong con cá các bạn ơi. Quá các bạn ạ. Vậy nó mới đã. Các bạn nhìn thấy là mình khi mà mình ấy cái thịt cái phần con cá ngừ ra này các bạn. Sớ 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 luôn các bạn. Chấm vào nước mắm ớt. Đấy, mình mời các bạn nhé. Vừa cay, vừa ngon, vừa nóng. Thưởng thức một cái tô bún cá ngừ tuyệt vời luôn các bạn. Giữa thành phố Vũng Tàu chị em mình ở nữa. Cay lắm các bạn ơi. Mời các bạn. Xuất sắc. Ăn mà mồ hôi mình các bạn. Vừa nóng vừa cay, nó túa ra nó mới ngon các bạn ơi. Ai mà mệt mệt quại quại cằn cản ăn tô bún cá ngừ này vào tỉnh ngay, khỏe ngay thôi các bạn ạ. Các bạn nào mà từ xưa đến giờ sợ ăn cái món mà bún cá sợ tan đấy các bạn, thì các bạn xem cái clip của chị em mình chế biến ấy. Đảm bảo với các bạn ấy, khi các bạn mà chế biến theo cái cách chị em mình sẽ không còn nghe cái vị tanh của cá ngừ nữa đâu các bạn ạ. Mà ăn cái bún cá giống như là mình thưởng thức một cái tô bún gì đó mà nó thơm, nó ngon ngất ngây. Nước thì thơm dùng trong thanh nữa các bạn ạ. Nó rất là ngon luôn các bạn ạ. Các bạn cứ tưởng tượng mà nghe bún cá là nó tanh, nhưng mà không phải như vậy đâu các bạn ạ. Nó rất là ngon, tại vì cá này là dùng là cá biển nữa các bạn ơi.
ngon quá các bạn. Tất cả các món ăn là mình mới nấu ra là nóng hôi hổi là mình thưởng thức, mời các bạn cùng với thưởng thức với mình qua màn ảnh nhỏ liền thôi các bạn ạ. Mình mời các bạn. Hôm nay lần đầu tiên mình giới thiệu với các bạn mà đầu video mình chưa uống nước luôn các bạn ơi. Wow. Nó cay mà nó chửi phê mà nó kéo dài luôn các bạn. Tô của mình là quá cay luôn đó các bạn, ngon lắm. Cái phần đen đen này là rất là bổ luôn nè các bạn. Tinh túy đó các bạn. Mời các bạn miếng cá ngừ trắng phau phau, thơm, ngon các bạn. Đây cái phần xương này lấy ra các bạn. Ăn mà nước mắt nước mũi nó tuôn ra các bạn. Vậy nó mới hấp dẫn các bạn. Trò cay quá các bạn. Ê. Quá cay. Còn có tí à, vớt hết ăn rồi. Quá xa đẻ, mình vớt hết luôn rồi các bạn. Chỉ còn cái miếng khóm mà mình để lại thôi. Bún thì mình chơi hết, láng hết rồi các bạn. Cái nước dùng nó ngon lắm các bạn. Cái thứ này mình để lại thôi các bạn. Mình mời các bạn miếng nước nha. Thank you.
thì các bạn ơi, mình đã thưởng thức xong cái tô bún cá ngừ thật là khổng lồ. Ăn nó đã cái bụng mà nó người nó khỏe hẳn, tinh thần lên luôn đấy các bạn. Mồ hôi mồ kê nó xuất ra, những cái khí độc nó ra hết các bạn ơi. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip ngày hôm nay của chị em mình chia sẻ đến cho các bạn nấu bún cá ngừ. Các bạn thấy cái clip này hay á thì cho chị em mình một like, một bình luận và một đăng ký kênh YouTube Cuộc Sống Hai Chị Em. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn á. Một lần nữa hẹn gặp các bạn vào clip ngày mai. Mến chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe. Bye bye.